Anh đã thực sự biết uống chè xanh đúng cách chưa? Trà xanh nếu uống đúng cách sẽ rất tốt cho sức khỏe. Sau đây mời các bạn nghe một bài viết chia sẻ của chúng tôi nhé. Chè xanh là loại đồ uống quen thuộc được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên uống chè xanh đúng cách thì không phải ai cũng biết. Chúng ta đã biết chè xanh có nhiều lợi ích về sức khỏe. Trà xanh có tính chất chống oxy hóa và chống viêm nhờ hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao gọi là chất catechin. Vậy nhưng bạn đã thực sự biết uống chè xanh đúng cách? Uống chè xanh mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng nếu uống không đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe. Vậy bạn đã biết uống chè xanh đúng cách? Website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 1 Đồng Xuân Hà, Phó trưởng khoa thăm khám bệnh và nội khoa Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long rằng, trà xanh là thức uống rất phổ biến và thân thiện với sức khỏe, được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Tuy nhiên khi uống chè xanh bạn cần lưu ý những điều sau. Không uống trà xanh ngay sau ăn. Uống trà xanh sau khi ăn sẽ làm cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể. Đặc biệt thành phần catechin trong trà xanh cũng có thể làm giảm sự hấp thu sắt từ thực phẩm tăng nguy cơ thiếu máu. Vì thế chỉ nên uống trà xanh sau bữa ăn 1 giờ. Không uống trà xanh quá nóng. Uống trà xanh khi còn nóng sẽ làm hỏng lớp lót niêm mạc thực quản, từ đó tạo ra các chất gây viêm, tăng nguy cơ ung thư thực quản. Không uống khi đói. Trà xanh có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua và vị chua sẽ làm mất cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thu thức ăn kém đi. Hơn nữa khi dạ dày trống rỗng, chất chát trong trà xanh sẽ đi vào cơ quan nội tạng tạo cảm giác cồn cào, nôn nao trong người. Không thêm mật ong vào trà xanh nóng. Khi thêm mật ong vào trà nóng sẽ làm các chất dinh dưỡng của mật ong phá hủy, do đó hãy để nhiệt độ trong trà xanh giảm xuống, lúc này nên thêm mật ong vào và thưởng thức. Không uống thuốc cùng trà xanh. Không nên uống trà xanh cùng bất cứ loại thuốc nào, bởi trà xanh khi gặp thuốc sẽ tạo ra những phản ứng hóa học làm thuốc giảm tác dụng và cơ thể khó hấp thu. Chỉ uống 1 đến 2 năm ánh sáng mỗi ngày. Trà xanh chứa caffeine, nếu uống quá nhiều có thể sẽ gây đau đầu, mệt mỏi, lo âu, kích thích. Ngoài ra uống một lượng lớn trà xanh cũng có thể giảm hấp thu sắt trong cơ thể. Hãy uống trà xanh đúng cách để tốt cho sức khỏe nhé. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về cách uống chè xanh đúng cách. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi liên quan tiếp theo và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.